Chương 114: Đi hạ địa Quỳnh lâu. Diệp Thần vuốt mũi ngọc của Diệp Nhu một cái, khẽ mỉm cười nói: "Ngoan, ở Diệp Gia Bảo an toàn hơn. Ta nhiều nhất 1-2 tháng sẽ trở lại. Đi hạ địa Quỳnh lâu dọc đường có thể gặp rất nhiều nguy hiểm, hắn làm sao mang theo Diệp Nhu?" Thái độ Diệp Thần kiên quyết, Diệp Nhu không khỏi ám nhiên: "Nàng ta biết." Diệp Thần quyết định không cách nào thay đổi. Ánh mắt Diệp Nhu rơi vào Ali trên bả vai Diệp Thần, ngọc thủ sờ sờ đầu Ali rồi nói: "Ali, thay ta chiếu cố Diệp Thần ca ca thật tốt." Thấy Diệp Nhu tinh thần chán nản, Diệp Thần cũng có chút không đành lòng. Nếu không đi nữa, có thể là hạ không được quyết tâm rời đi. Diệp Thần cùng một đám trưởng bội, còn có đám người Diệp Mông nhất thời nói lời từ biệt, hướng Liên Vân Sơn nào đi. Trong Liên Vân Sơn một vòng, dùng thần hồn cảm giác một chút, xác định không có ai theo tới. Lúc này Diệp Thần lướt hướng phía sau núi Diệp Gia Bảo, để cho Ali đi thi triển ảo thuật, tránh tầm mắt tộc nhân đang trông coi, lén lút tiến vào trong sơn động bị tỏa ra hỏa dược tạc. Hướng chỗ sâu trong huyệt động nhìn lại, huyệt động sắc ám sâu thẳm, nhìn không thấy đầu. Chẳng qua mơ hồ có cảm giác tới sâu trong huyệt động truyền tới một cái trận huyệt khí băng hàn ba động. Diệp Thần bắt đầu xâm nhập huyệt động. Sau khi đi vào trong một khắc đồng hồ, dần dần xâm nhập dưới đất, Diệp Thần mới phát hiện huyệt động này quả nhiên có thể dùng tứ phương thông suốt hình dung, khắp nơi đều là chi nhánh, giống như mạch máu thân thể con người. Chỗ này tựa như mê cung, nên đi thế nào? Diệp Thần lẩm bẩm. Ali đột nhiên từ trên bả vai Diệp Thần nhảy xuống, xèo xèo vung móng vuốt nhỏ của mình, sau đó bay về phía trước chạy. Chẳng lẽ Ali biết được đường đi thế nào? Diệp Thần nghĩ thầm rất nhanh theo đi. Trong bóng đêm cực kỳ nhanh xuyên qua, bởi vì có thần hồn, mặc dù chỗ này đen, Diệp Thần cũng không bị vấp ngã. Một đường chạy như điên, theo thời gian đổi rơi, Diệp Thần có thể cảm giác sớm mình cách mặt đất càng ngày càng xa, hẳn là tới dưới rất sâu ở Liên Vân Sơn Mạch. Phía trước trong thông đạo hắc ám chuyển tới chút tiếng động, nhiều ánh lửa chập chờn không ngừng. Diệp Thần vội vàng dùng thần hồn báo cho Ali để cho Ali chậm một chút. Chỗ chúng ta đều ở địa phương quỷ quái này hơn 3 canh giờ, làm sao lại là như đi về chỗ cũ? Chỗ này ta có ấn tượng, lần này là chúng ta đi bên này, thành gầm một người khác truyền tới. Tiếng nói mấy người cũng như là như có như không truyền tới. Diệp Thần cùng Ali cũng thả chậm các bộ, đi theo phía sau đám đó. Ali, là đi như vậy sao? Xuyên qua đám vân cửa ngã ba, Diệp Thần nhìn Ali một chút. Ali lắc đầu, cũng có chút mờ mịt. Nó là truy tìm hơi thở nhân loại tới đây, nó còn tưởng rằng đi theo mấy người kia có thể tìm tới đường chính xác, không nghĩ tới những người kia cũng là con ruồi không đầu đi loạn. Chỗ này có điểm giống mạch máu thân thể người. Diệp Thần dùng thần hồn quét qua một mảnh lối đi dài hẹp, âm thầm nghĩ, bình thời vận hành huyền khí tu luyện, hắn đối với mạch máu trong cơ thể coi như rõ trong lòng bàn tay. Lối đi này không biết là người phương nào đào, cùng mạch máu thân thể người giống nhau, có hay không là lấy mạch máu thân thể con người làm tiêu chuẩn. Đợi một chút, Diệp Thần bỗng nhiên ngớt, nghĩ tới cái món đồ gì. Hắn đem bản đồ vẽ ban đầu ở Vân Gia Bảo đạt được lấy ra. Bản vẽ này liên đại vô cùng cổ xưa, sẽ không phải là bản đồ của hạ địa Quỳnh lâu chứ? Diệp Thần nhìn bản vẽ một chút, nhớ lại lộ tuyến dọc đường, không khỏi mừng như điên. Tấm bản đồ này đúng là bản đồ của hạ địa Quỳnh lâu không sai. Hắn ở trên bản vẽ khoa tay múa chân một chút tìm vị trí của mình. Nếu như người thường đoán chừng, ngay cả mình thần ở vị trí nào cũng không biết. Có bản vẽ này không có gì dùng, nhưng Diệp Thần có thần hồn phụ trợ, có thể xuyên thấu nham thạch, vật chất quan sát địa hình xung quanh, liền tương đối dễ dàng xác định phương vị. Mới vừa rồi phương hướng mấy người đi lại không có sai, Diệp Thần chặn chẽ đi theo, nhìn theo bản đồ một chút. Phía trước hắn hẳn có một cái khu vực tương đối rộng rãi. Gầm lên giận dữ từ phía trước truyền tới, thình thịch trong huyệt động huyền khí chấn động. Là yêu lang, mọi người cẩn thận, phía trước hắn xảy ra chiến đấu kịch liệt, không biết tình hình chiến đấu thế nào. Diệp Thần suy nghĩ một chút yêu lang mà thôi, không có gì đáng sợ, bởi vì thần hồn quan hệ thần hồn đối với yêu thú không có sợ hãi. Hướng phía trước mặt đi tới, trước mắt tầm đã dở mở rộng trong sáng, tràng diện chiến đấu máu tanh để cho Diệp Thần nhíu mày. Trong khu vực rộng rãi này có hơn 20 người đều là cấp 9 cao thủ trở lên, mà yêu lang thì chừng 200-300 đầu. Diệp Thần tra một chút nhìn, cấp 9 có hơn 30 đầu, còn lại đều là cấp 8 đang vây công những người kia. Hơn 20 người này hẳn không phải cùng một bọn, 5-6 người một nhóm, tự nhóm tự chiến. Trên nhà bích cao 5-6 trượng bị cắm vào mấy cây đuốc, ngọn đèn dầu chấp chới, cuối cùng có thể thấy rõ địa phương ánh sáng chiếu không tới,
khắp nơi là ánh mắt sâu kín của đám yêu lang. Những cao thủ nhân loại thấy cửa động lại có một người đưa tới đây, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Càng nhiều người tới, áp lực bọn hắn càng nhỏ. Nhưng thấy chỉ là một thiếu niên 17-18 tuổi, bọn họ không khỏi lộ vẻ thất vọng. Một thiếu niên 17-18 tuổi có thực lực gì cũng dám tới hạ địa quỳnh lâu. Thấy những yêu lang này, bộ lông Ali đều dựng lên, lộ ra hàm răng bé nhọn ngó chừng những yêu lang kia. Diệp Thần cảm giác được Ali đối với yêu lang là cừu hận, lấy tay vỗ vỗ sau lưng Ali trấn an Ali một chút. Phát hiện có người đi vào, mấy yêu lang kia cũng là giống giận trầm thấp hướng Diệp Thần bảo vệ tới. Người thiếu niên nhanh chạy đi, nơi này không phải là nơi ngươi tới. Ở bên trong sáu người bên phải, một lão giả mặc cẩm y hoa bào lên tiếng nhắc nhở. Hắn bị một chút thương tích, bên cạnh có năm trung niên hán tử đang bảo vệ cạnh hắn cùng nhóm yêu lang đã đấu. Quanh người bọn họ rõ ràng nó có 7-8 thi thể cấp 9 yêu lang, còn có rất nhiều cấp 7, cấp 8. Diệp Thần hướng nơi phát ra thanh âm nhìn thoáng qua, lão giả kia tự thần khó bảo toàn, lại lên tiếng nhắc nhở mình để cho Diệp Thần không khỏi sinh lòng hào cảm. Năm chỉ yêu lang cấp 8 đột nhiên tung người đánh về phía Diệp Thần. Vương gia, tiểu tử kia chết là cái chắc. Một trung niên hán tử trong đó mở miệng, vùng tay huyền thiết trường đao, một đao chém bay một cái con cấp 8 yêu lang. Ai, lão giả kia bùi ngùi thở dài một tiếng. Chương 115. Ân vương gia. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần chết chắc, chỉ thấy Diệp Thần khẽ quát một tiếng, ánh lửa cuồn cuộn, huyền khí màu đỏ dâng lên, Diệp Thần đánh ra một cái xích vân phong tiên. Năm chỉ yêu lang kia bị trường kinh của Diệp Thần quanh bay ra ngoài, toàn thân nám đen, té trên mặt đất ai oán mấy tiếng, sinh tử không biết. Một trường đánh bay năm con yêu lang cấp 8, hỏa hệ huyền khí thật tinh thuần, thiếu niên này ít nhất là cấp 9 đỉnh phong cường giả. Vũ khí này ít nhất là lục phẩm, lão giả kia có chút khó tin. Triển Hổ, cái kia thiếu niên nhà ai lại có thực lực như vậy? Lão giả kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết. Cái gọi là Triển Hổ hộ vệ cười khổ lắc đầu, hắn cũng kinh ngạc. Một thiếu niên 17-18 tuổi có thực lực cấp 9 đỉnh phong, hơn nữa thi triển là lục phẩm vũ khí trở lên, chẳng lẽ là một cái thế gia đệ tử? Nhưng mà Tây Vũ cảnh nội đại gia tộc tu luyện hỏa hệ công pháp chỉ có mấy cái, chưa từng nghe nói qua có người như vậy. 17-18 tuổi cấp 9 đỉnh phong cường giả ở bên trong Tây Vũ Đế quốc hẳn là triển lộ phong mang mới đúng. Chẳng lẽ là từ ba đại tông môn đi ra? Bởi vì Ali cừu hận những yêu lang kia, cho nên Diệp Thần không có lương tay, từng bước vững vàng viết trước. Một con lại một con yêu lang bị đánh bay ra ngoài, xuất thủ đều phải giết. Ngạnh xanh giết mở một đường máu, ngắm nhìn tứ phía, hướng lão giả kia nhìn lại. Lão giả kia vừa rồi hảo ý nhắc nhở, vậy liền giúp bọn hắn kiến giải khó khăn, coi như là kết cái thiện duyên à? Lão giả kia quần áo cao quý, còn làm gã hộ vệ đỉnh phong cao thủ, coi như thần phận cũng là bất phàm. Diệp Thần từng bước hướng lão giả kia đi tới một đường sát phạt. Mấy cái địa phương khác, những cao thủ kia từng người tự chiến, thấy cử động của Diệp Thần lòng đều là buồn bực. Tại sao mới vừa rồi lên tiếng nhắc nhở không phải là mình? Như vậy liền có một cách cường viện. Thực lực Diệp Thần làm bọn họ rất khiếp sợ. 17-18 tuổi có tu vị như vậy, ở trong chút ít triều cấp gia tộc cũng được cho là tuyệt thế thiên tài. Một cái cấp 9 yêu lang, hình thể to lớn đánh về phía Diệp Thần. Ali dùng một chút ảo thuật, Diệp Thần một trưởng vỗ vào đầu cấp 9 yêu lang kia. Chỉ là cấp 9 yêu lang nhất thời óc bắn tung tóe. Mấy cái hộ vệ bên cạnh lão giả kia ánh mắt căng thẳng. Đây chính là cấp 9 yêu lang, cự nhìn bị Diệp Thần nhẹ nhàng một trưởng đánh bay, óc bắn tung tóe. Chẳng lẽ tiểu tử này còn là một cái thập giai cường giả? Đây quả thực là phá vỡ nhận thức của bọn hắn. 17-18 tuổi tới thập giai, thiên phú này vượt qua cả Minh Võ đại đế năm đó. Diệp Thần liên tục giải quyết vài chục con yêu lang, làm hộ vệ bên cạnh lão giả kia áp lực nhất thời giảm bớt không ít. Ánh mắt lão giả rơi trên người Diệp Thần, chú ý tới một chi tiết. Diệp Thần này cùng nhau đi tới giết yêu lang như vậy, trên người thậm chí ngay cả vết máu cũng không dính, mặt không hồng, hơi thở không gấp, khó có thể hình dung. Hắn giờ phút này lòng kiếp sợ, thiếu niên trước mắt này thực lực ít nhất hẳn là thập giai sơ kỳ. Đa tạ tiểu hữu tương trợ, lão phu ông Mân Điền, không biết tiểu hữu xưng hô thế nào? Ân Mông Điền ôm quyền cảm kích nói, lão nhân gia khách khí, ta gọi Diệp Thần. Diệp Thần cười nhạt nói, hắn chú ý tới ngọc bội bên hồng Ân Mông Điền. Ngọc bội kia khắc một con mãnh hổ, ngọc chất thuần túy, không phải là người nhà bình thường đeo được. Diệp Thần đối với tình huống của Tây Vũ Đế quốc không rõ, đoán không ra lão già là ai. Thực lực lão già này cấp 9 đỉnh phong, tu vị huyền khí so sánh với mấy cái hộ vệ bên cạnh càng thâm hậu nhiều. Tây Vũ Đế quốc thập giai cường giả cao thủ quá ít, cấp 9 đủ đỉnh phong, đủ để xưng bá nhất phương. Diệp Thần
Ân Mông Điền sưu tầm trí nhớ trong đầu, không tìm ra Tây Vũ Đế Quốc có ra họ. Thế ra họ Diệp, chẳng lẽ người này thực sự là người của Ba Đại Tông Môn? Ân Mông Điền có chút buồn bực. Nếu là Ba Đại Tông Môn ra nhân tài như vậy, Tây Vũ Đế Quốc này sợ là muốn mất. Không biết tiểu hữu xuất thân tông môn gì? Ân Mông Điền cẩn thận một chút hỏi. Hỏi xuất thân đối phương, tựa hồ có chút không ổn, dù sao người ta cũng đã giúp hắn một phen. Diệp Thần nhìn thoáng qua Ân Mông Điền. Ân Mông Điền hỏi cái này có ý gì? Mình cũng không phải là người có Ba Đại Tông Môn. Thế Diệp Thần chần chờ, Ân Mông Điền vội chắp tay nói. Nếu như tiểu hữu không muốn nói vậy coi như xong, lão phu cũng là thuận miệng hỏi. Diệp Thần suy nghĩ một chút. Diệp Sát Bảo ở trong Liên Vân Sơn Mạch, chỗ thật xa như vậy, cùng những người này hẳn không có gì đụng chạm. Nghĩ ra nói cũng không có gì để nói. Ta là người Đông Lâm Quận, Diệp Sát Bảo. Diệp Sát Bảo, người Diệp Sát Bảo. Không chỉ Ân Mông Điền, mấy hộ vệ có chút ngạc nhiên. Diệp Sát Bảo trong Liên Vân Thập Bát Bảo. Diệp Thần vừa giải thích, lòng cười khổ một cái. Mình đúng là suy nghĩ quá nhiều, những người này ngay cả Diệp Sát Bảo chưa hề nghe nói qua. Lúc này Ân Mông Điền mới nhớ tới, bên trong Đông Lâm Quận quả có Liên Vân Thập Bát Bảo, một cỗ thế lực như vậy, bất quá là nhất phương thế lực rất nhỏ, chỉ là thỉnh thoảng nghe thủ hạ nói. Về phần Diệp Sát Bảo này, trước lúc bọn họ tới Hạ Địa Quỳnh Lâu không nghe nói qua. Thật giống như là một thiếu niên Diệp Sát Bảo bị Lê Đại Sư chọn chúng, chẳng lẽ là thiếu niên trước mặt. Diệp Thần lại giết mấy cái yêu lang, một bên cùng đám người Ân Mông Điền hàn huyên, thế mới biết thân phận đám Ân Mông Điền. Ân Mông Điền này là một cái vương gia của Ngân Bắc Quận, cũng là loại lắm giữ binh quyền, cùng với Đông Lâm Quận vương một cái cấp bậc. Ngân Bắc Quận cùng Đông Lâm Quận cách xa nhau, cho dù cưỡi ngựa cũng là khoảng hơn 10 ngày lộ trình. Tiểu hữu có thực lực bậc này, cho nên vì nước kiến công lập nghiệp, quang tông diệu tổ. Ân Mông Điền thiện ý nói, biết Diệp Thần không phải là người của Ba Đại Tông Môn, hắn liền bóng hạ lòng đề phòng. Vì Tây Vũ Đế Quốc kiến công lập nghiệp, quang tổ diệu tổ, đây là tư tưởng giả cỗi gì? Nói sau, Diệp Thần không tính là người Tây Vũ Đế Quốc này. Phía ngoài một mảnh loạn thế, mình có đại đế này cũng không thấy được cái gì là minh quân, vì sao lại muốn giúp hắn giành chính quyền? Diệp Thần cười cười không nói. Thức tưởng ông Mân Điền này có chút cũ kỹ, nhưng dù sao cũng coi như là một cái thần tránh khí, không giống đám người Đồng Lâm Quận Vương phủ kia làm cho người ta chán ghét. Thấy vẻ mặt Diệp Thần, ông Mân Điền tiết hận thở dài. Muốn để Diệp Thần vì nước xuất lực là không có thực tế chút nào. Chương 116, loạn thế. Diệp Thần ngay cả Đông Lâm Quận không có ra ngoài, căn bản không chút bên ngoài là cái gì thế giới dạng. Chẳng qua là từ tộc nhân nghe một chút tin tức, Ân Mông Điền này là một cái vương gia, nghĩ tới đối với thiên hạ đại thế hẳn là điều tra rõ để nói. Người nói thế, đạo phía trước rất loạn, khắp nơi đều có quân khởi nghĩa, còn có phiên vương phạm thượng làm loạn. Nói tới quân khởi nghĩa cùng với phiên vương phạm quân làm loạn, chân mày ông Môn Điền vắt lại với nhau, tựa như phi thường thống khổ, ảm nhiên thở dài. Thế đạo không tốt, ngay cả áo cơm cũng là vấn đề, dân chúng muốn tạo phản đó là điều không có biện pháp. Về phần những cái phiên vương phạm thượng làm loạn, một đám tất cả đều lên giết. Nghe được Ân Mông Điền ngôn luận, Diệp Thần có chút kỳ quái. Ân Mông Điền này không phải là muốn nói trùng quân vì nước sao? Nếu phiên vương tạo phản lên giết, tại sao dân chúng lại tạo phản không giết? Thế bộ dáng Diệp Thần có hiểu, Ân Mông Điền cười khổ giải thích. Tiểu hữu có điều không biết, Tây Vũ Đế Quốc bây giờ lội ưu ngoại hoạn, giờ gấp nhất không phải là lo bên trong mà lo ngoại xâm. Lam Man Quốc xâm lược 7 nước nhỏ quanh thân, đã sớm đối với Tây Vũ Đế Quốc vì nhiều như hổ sinh môi. Cái này nói thế nào, Lam Man Quốc lại không tấn công Tây Vũ Đế Quốc. Tây Vũ Đế Quốc nhân khẩu đông đảo, chỉ cần nội bộ bất loạn, bọn họ là đánh cho vào thế nào? Diệp Thần tò mò hỏi. Cái này lần đầu tiên có người cùng hắn nói quốc gia đại sự, hắn vẫn là hơi có chút hứng thú nghe một chút. Tây Vũ Đế Quốc bị vây ở trong Đông Đại Lục. Đông Đại Lục địa vực bát ngát có hơn 300 quốc gia, bởi vì ở trong nhân loại đỉnh cấp cường giả thực lực vô cùng cường đại, bị tránh cho những cường giả này cổ động trù diệt dân chúng. Từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, những quốc gia này cũng đã phân tranh thành các khu vực địa phương riêng biệt ước chiến. Đó là một cái tòa đơn tòa độc đấu trong Bắc Hải được gọi là cấm lãnh thổ địa. Nam Man Quốc cũng là Tây Vũ Đế Quốc, mỗi cách 2 năm phải 20 thập sai cường giả trở lên ở cấm lãnh thổ địa quyết đấu. Người sống có thể trở về, người đã chết hải cốt vĩnh viễn ở lại cấm lãnh thổ địa. Nếu một năm đó quốc gia tìm không được 20 thập sai cường giả trở lên, một nước khác hướng nước đó khai chiến. Lam Man Đế Quốc cùng Tây Vũ Đế Quốc ở giữa tỉ thí kéo dài hơn 300 năm, ông Mông Điền giải thích. Nghe được Ân Mông Điền nói, lòng Diệp Thần rất có nhiều lỗi băn khoăn.
cũng là được giải khai. Thì ra là vậy, nước cùng nước tranh chấp lại giải quyết như vậy, không trách được Tây Vũ Đế quốc thập sai cường giả ít như vậy. Thì ra đều là sắp chết hết. Quốc gia Tinh Anh ở trong 300 năm nay đều là cơ hồ tiêu hao không còn gì. Đế quốc đối binh phía dưới uy hiếp lực càng ngày càng yếu. Các phiên vương tự lập là vua, hùng cứ nhất vương, hà hình với nặng. Phía dưới dân chúng bị cưỡng bức tới đường cùng, dĩ nhiên là muốn tạo phản. Về phần những phiên vương kia, biết rõ đế quốc cùng Nam An quốc khai chiến nhưng vẫn là muốn tạo phản. Biết rõ sau khi xoáy vị cũng là tiêu hào không được bao lâu, vẫn là phạm thượng làm loạn. Mỗi người đều là lòng muôn dạ thú. Ân Mông Điền nói xong, cái này giải thích tại sao dân chúng tạo phản là bất đắc dĩ, phiên vương tạo phản là phải nên giết. Nếu không phải mình võ đại đế mạnh mẽ vang dội, chiến vô bất thắng, hoành tạo quân đội tam đại phiên vương, chấn nhiếp những phiên vương kia, sợ rằng là Tây Vũ Đế quốc sớm đã diệt quốc. Diệp Thần thở dài một tiếng, cục diện như thế cho dù bất kỳ một cái quân vương nào cũng rất khó thủ được sát nghiệp. Xem ra mình võ đại đế hẳn là cái chút bản lãnh. Nam An quốc chủ trời xanh tính hung tàn, giết người như ngóe, cộng thêm chiếm một cái quốc gia liền là lô dịch dân chúng nước đó cổ động sát phạt. Nếu như Tây Vũ Đế quốc diệt quốc, dân chúng Tây Vũ Đế quốc sợ rằng càng khó khăn. Già còn lông mọc, còn trồi đâm cây, nếu như mất nước tất cả là mất. Ân Mông Nghiền nhìn thoáng qua Diệp Thần, hắn sở dĩ cùng Diệp Thần nói nhiều như vậy cũng là có chút dụng ý. Hắn cảm thấy Diệp Thần nhân phần không tệ, đáng tiếc lão phu tu vị hơi thấp kém. Tới hạ địa Quỳnh Lâu chính là muốn tìm phương pháp, nếu như có thể tấn chức thập sai, nhất định nào tới quốc nạn, cho dù tàn xương nát thịt lại có ngại gì. Ân Mông Điền nói dõng dạc. Vương gia, đám người triển hộ nhìn phía Ân Mông Điền lệ qua ngân hiện. Diệp Thần nhìn về phía Ân Mông Điền, thần hồn cảm giác tới Ân Mông Điền cảm xúc bất động. Lời nói của Ân Mông Điền là không chút làm bộ, mặc dù đối với tư tưởng trung quân chẳng thèm ngó tới, nhưng mà Ân Mông Điền yêu nước như vậy vẫn là để cho Diệp Thần thần thụ cảm động. Ân Mông Điền này ở Tây Vũ Đế quốc hẳn là trung thần, bất kể ngu trung hay không cũng là đáng kính trọng. Thói đời thay đổi, lòng người bất tránh, trừ phiên vương ta, người của ba đại tông môn kia cũng là cực kỳ ghê tởm. Biết rõ quốc lạn lâm đầu, đồng đạo nghĩa sĩ khẳng khái đi cứu nguy đất nước. Ba đại tông môn này mặc dù có rất nhiều thập sai cao thủ nhưng không chịu xuất lực, thậm chí uy hiếp triều đình ở các quận huyện, cổ động triều thù đệ tử trẻ tuổi thiên phú ưu tú, có lúc lại là càng đả đảo triều chính, vì mưu vì mình mà mưu lợi, so sánh với đông đảo phiên vương càng ác liệt hơn. Ân Mông Điền lòng đầy phẫn nộ nói, nhân tài giống như là Diệp Thần, Ân Mông Điền tự nhiên là không hy vọng Diệp Thần tiến vào ba đại tông môn. Ở trong miệng Ân Mông Điền, dân chúng bình thường, người người hướng tới ba đại tông môn lại thành xấu xa chịu không nổi, suy nghĩ một chút cái này là liền liên lụy tới triều đình cùng ba đại tông môn tranh giành. Ân Mông Điền dù sao cũng là đứng ở góc độ người trong triều đình nói chuyện, Diệp Thần cũng không hoàn toàn nghe một phía. Bất quá suy nghĩ một chút, Tây Vũ Đế quốc cùng là Man Đế quốc chiến tranh kéo dài 300 năm, nhân tài điêu linh khó tránh khỏi, thập giai cao thủ trở nên ít càng lên ít, mỗi cách hai làm cũng là chết rất nhiều cao thủ như vậy, coi như là một cái đế quốc cũng là thảm trọng. Cùng Ân Mông Điền hàn huyên một hồi, Diệp Thần đối với Tây Vũ Đế quốc coi như là có một cái chút kiến giải. Tây Vũ Đế quốc lãnh thổ quốc gia bát ngát, mấy ngàn vạn dặm thổ địa, cũng tắt hơn 70 quận. Đồng Lâm quận bất quá là một cái rất nhỏ trong đó mà thôi, phiên vương cắt cứ nhất vương thì có hơn 20 cái, ba đại tông môn tạo thế chân vàng. Ngoài ra khu vực nhân loại hoạt động chỉ chiếm một cái phần nhỏ trong tỷ lệ đó, còn lại 70% thổ địa trở lên là khu vực yêu thú thường xuyên hoạt động. Chỉ một quốc gia tiền có lãnh thổ quốc gia như thế, nghe nói Nam Man quốc kia quốc thổ bát ngát là gấp 3 Tây Vũ Đế quốc, mà cả đồng đại lục tất cả quốc gia lớn nhỏ chỉ có hơn 300 cái, Nam Man quốc cũng không phải là lớn nhất.
Chương 117 Huyệt động thiên nhiên phần 1. Biết được tin này coi như là Diệp Thần không khỏi có chút khiếp sợ. Trên cấp 10 còn là cảnh giới gì? Mình võ đại đế là cấp bậc gì? Diệp Thần mở miệng nói, thật ra vất vả tìm được một người địa vị cao. Những tin trước kia không biết, hắn mơ tưởng nhất nhất hỏi thăm. Trên cấp 10 được xưng là tôn cấp. Tôn cấp phân làm 5 loại, phân biệt là địa tôn, thiên tôn, huyền tôn, thần côn cùng vô cực võ. Mình võ đại đế thiên phú siêu tuyệt, hôm nay đã là thiên tôn đỉnh phong. Ân Mông Điển cảm thấy tự hào nói, bài trừ ngoại phải là trước yên nội. Nếu như thực lực mình võ đại đế siêu tuyệt như thế, tại sao không thống nhất quốc nội? Diệp Thần nói, thiên tôn cùng yêu vương chênh lệch là phi thường lớn, yêu vương hẳn là cùng thần tôn cường giả không sai biệt. Bài trừ ngoại phải yên nội. Ân Mông Điển cảm thấy kinh ngạc, nhìn thoáng qua Diệp Thần, lời nói có kiến giải như thế lại xuất miệng từ một thiếu niên. Thiếu niên này nói như vậy cũng quen thuộc chuyện Bình Gia nói. Muốn yên nội nào có đơn giản, ba đại tông môn đều có một gã thiên tôn cấp cường giả, phía dưới môn đồ cũng trăm vạn chi chúng, nghiễm nhiên thành quốc trong quốc. Các đại phiên vương mặc dù không có siêu cấp cao thủ nhưng cũng là dòng binh tự trọng, chiến loạn mở ra sợ rằng nước không còn. Dưới tình huống này, mình võ đại đế không có biện pháp, hạ quyết tâm cùng tất cả tông môn phiên vương khai chiến. Nam An quốc chủ Thạc Bát Hồng Giã hôm nay đã huyền tôn cường giả, thủ hạ lại có mấy cái thiên tôn tôn cấp cường giả, mà cường giả Tây Vũ Đế quốc bao quanh, đi qua cấm lãnh thổ địa, không có người nào, không có một người nào có thể trở lại. Bây giờ thật là tìm không ra bao nhiêu thập xoay cường giả. Qua một năm nữa, nếu như không có 20 thập xoay cao thủ, Nam Màn Đế quốc liền hướng Tây Vũ Đế quốc tuyên chiến. Lấy thực lực Tây Vũ Đế quốc tuyệt đối không thể nào cùng Nam Màn Đế quốc đối kháng. Ân Mông Điển mật mát nói, thì ra Tây Vũ Đế quốc rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Bất quá đó là sự tình của về sau, tới lúc đó mình võ đại đế nghĩ biện pháp giải quyết. Đối mặt với cơ quan quốc gia khổng lồ, lực lượng cá nhân có hạn, nếu vạn nhất một ngày kia Tây Vũ Đế quốc lầm hãm, Diệp Thần suy nghĩ một chút, chỉ có nhanh tăng thực lực của mình mới có thể tránh khỏi làm cho mình cùng tộc nhân gặp nguy cơ. Lấy địa vị tôn sùng của Ân Mông Điền, hoàn toàn không cần tự mình đi hạ địa Quỳnh Lâu mạo hiểm, gọi một chút hộ vệ là tới được. Bất quá hắn vẫn tới có thể thấy được hắn hết sức chân thành. Nếu vương gia quyết tâm muốn đi hạ địa Quỳnh Lâu, ta tiện thể có thể đưa vương gia một đoạn đường. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói. Đám người Triền Hổ thấy khẩu khí Diệp Thần như vậy có chút không vui. Bọn họ có 6 cấp 9 đỉnh phong cường giả, cho dù Diệp Thần cường thịnh trở lại cũng là không dùng được cái từ tiện thể. Cái này đem bọn họ những vương gia bảo hộ đặt ở chỗ nào? Tiểu Hữu biết làm sao đi hạ địa Quỳnh Lâu. Ân Mông Điện lại nghe hiểu ý tứ lời của Diệp Thần, vui mừng hỏi. Có biết một chút, bất quá ta chỉ phụ trách mà người bọn người đi đến hạ địa Quỳnh Lâu, bên trong rất nhiều nguy hiểm, ta liền bất kể. Diệp Thần nói, dù sao chẳng qua là bình thủy tương phùng, hạ địa Quỳnh Lâu tràn đầy nguy hiểm không biết, Diệp Thần tự lo không xong sao có thể quản người khác. Vậy thì đa tạ Tiểu Hữu, Ân Mông Điện kích động nói. Bất kể thế nào, hắn coi như là Diệp Thần thiếu một cái phần chân tình. Đi thôi, Diệp Thần nói, hướng phía trước mọi người đi tới. Đám người Triền Hổ tất cả cười khổ, nơi này khắp nơi đều là yêu lang, quả thực sắp không ứng phó nổi, đi thế nào? Lộ toái sơn hà. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, một trường trào ra, cường khí dữ dội, trưởng khí đánh xuống, quyền khí quét ngang, thình thịch mười mấy cái cấp 8 yêu thú bay ra ngoài. Bọn Triền Hổ như làm mộng, Diệp Thần mới vừa rồi một chiêu xích vân phong thiên đã là mạnh mẽ vô cùng, không nghĩ tới tức lộ toái sơn hà lại càng thêm dũng mãnh bá đạo. Xích Vân Phong Thiên hẳn là lục phẩm trung kỳ vũ khí, mà là lộ toái sơn hà này hẳn là thất phẩm vũ khí. Một lục phủ phẩm vũ khí bình thường coi như là một chút hạng người thiên tài, tất cả phải hao phí mấy năm thời gian mới có thể nắm giữ. Về phần thất phẩm vũ khí lại là càng khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ tiểu tử này là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện? Bọn họ thân là hộ vệ vương phủ, luôn luôn tự cho mình đáng rất cao, hôm nay mới coi được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Yêu lang này giết cũng không giết hết, giết mấy cái lại là nhiều hơn yêu lang bổ sung đi lên, rất dính người. Diệp Thần không muốn vận dụng thần hồn, suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, Ali dùng ảo thuật. Con người Ali đột nhiên tách ra tia quang mang thần dị, những yêu lang kia trong lúc chợt còn người mềm tán lao đảo đứng không vững. Sau thập sai, ảo thuật Ali có thể thông qua hồn niệm phóng thích, những yêu lang kia dù không thấy được ánh mắt Ali cũng là bị ảo thuật mê hoặc. Thình thịch, một con lại một con yêu lang bị đám người Triền Hổ đánh chết. Gì, chuyện gì xảy ra? Đám người Triền Hổ giật mình không dứt. Những yêu lang kia vốn là hung tàn vô cùng, một đám tựa như uống rượu say, bọn họ tùy tiện xuất thủ có thể giết chết. Một con yêu lang cấp
9 lại bị Triển Hổ dễ dàng một trưởng chụp chết. Địa phương còn lại những người khác tất cả chiếm thượng phong, dễ dàng đánh chết đại lượng yêu lang. Yêu lang trên mặt đất giống như bị diệt sạch. Những yêu lang này thế nào đột nhiên trở nên dễ đối phó như vậy? Mọi người hai mắt nhìn nhau, bất minh sở dĩ, cả đám đều có một loại may mắn sống sót sau đại nạn. Chỉ có Ân Mông Điền ánh mắt rơi vào thân thể Ali. Chỉ khi hắn phát hiện mới vừa rồi xong con người Ali bắn ra một đạo thần quang, Ân Mông Điền kinh hãi không dứt. Con bạch hồ trên vai Diệp Thần lớn lên vô cùng xinh đẹp, còn tưởng là yêu thú sủng vật bình thường, hơn nữa chẳng qua là yêu thú cấp 2, cấp 3. Giờ nhìn lại không hợp thói thường, con bạch hồ này hoàn toàn không phải yêu thú cấp thấp, mà là huyền thú phi thường cường đại. Bí mật trên người Diệp Thần đúng là nhiều, bất quá Ân Mông Điền không dám tiếp tục đào móc. Nếu như đi sâu xuống, biết được quá nhiều nói không chừng ngay cả bằng hữu cũng không có biện pháp làm, vẫn là giả bộ hồ đồ cho thỏa đáng. Bất quá hắn hạ quyết tâm, nhất định cùng Diệp Thần làm quan hệ thật tốt. Không được bằng hữu cũng không thể trở thành địch nhân. Diệp gia bảo này xem ra phải cử nhiều người chú ý. Chương 118, Huyệt động thiên nhiên phần 2. Mọi người thoát khốn, rất nhiều người vội vàng lấy loan đao trong ba lô của mình, bắt đầu mổ thi thể yêu lang dưới đất, đem yêu đao đào ra. Cấp 8, cấp 9 yêu đan đều là thứ tốt đáng giá. Các cả đám Triển Hổ không ngoại lệ vội vàng chém giết cấp 9 yêu đan. Có một chút tiểu đội vì tranh đoạt cấp 9 yêu đan xảy ra xung đột, thậm chí vung tay. Bất quá bọn hắn không dám tới chiều chọc đoàn người Ân Mông Điền, Diệp Thần. Mới vừa rồi Diệp Thần bày thực lực tất cả mọi người rõ ràng. Người thiền tính thế này, ở thời khắc nguy nan có thể chung sức hợp tác. Lúc đối mặt lợi ích lại đè nén không được tham lam, thậm chí việc binh đao cũng làm. Ân Mông Điền cảm khái nói. Diệp Thần nhún nhún vai, đây là khẳng định. Thế gian nào có nhiều như vậy thánh nhân? Nếu như người người giống Ân Mông Điền chung quân ái quốc, thế gian cũng không cần phân tranh. Đám người Triển Hổ góp nhặt 13 miếng cấp 9 yêu đan cùng hơn 30 miếng cấp 8 yêu đan, tất cả vui vẻ đưa cho Ân Mông Điền nói. Vương gia, đây là toàn bộ yêu đan. Thần hồn Diệp Thần chú ý nằm cách tị vệ Triển Hổ. Ở lúc thiều thu thập yêu đan, không có một người xấu yêu đan riêng một viên cũng không lọt vào, đều đưa cho Ân Mông Điền. Những thị vệ này đối với Ân Mông Điền thật đúng là trung thành như một. Ân Mông Điền dụng bình vẫn là có một bộ. Nếu như không có tiểu hữu, chúng ta những người này không cách nào thoát dễ khốn. Ân cứu mạng không cách nào báo đáp, coi như là mượn hòa hiến vật. Những yêu đan này tiểu hữu nhận lấy. Ân Mông Điền đem cái bao bố đưa cho Diệp Thần. Ân Mông Điền thái độ thành khẩn. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, ta lấy mấy cái viên yêu đan cấp 9 dư lại coi như xong. Diệp Thần mở bắp bố, cầm 6 viên yêu đan cấp 9 nhét vào càn khôn túi rồi nói, còn lại coi như xong. Ân Mông Điền muốn đem yêu đan còn lại tất cả cũng đưa cho Diệp Thần, nhưng Diệp Thần quyết không chấp nhận. Hắn chỉ có thể thôi đem yêu đan này thu vào. Diệp Thần coi như là đem tất cả yêu đan nhận lấy, bọn họ không nói gì. Không nghĩ tới Diệp Thần chỉ lấy 6 viên cấp 9 yêu đan. 8 người Triển Hổ lúc nhìn về phía Diệp Thần tất cả sinh lòng hào cảm. Diệp Thần sự chững chạc, rất có phong phạm. Trên mặt đất yêu làng yêu đan bị đào sạch sẽ, rất nhiều đội ngũ lục tục rời đi. Diệp Thần nhìn về đám người Ân Mông Điền nói, đi theo ta. Diệp Thần nhìn bảng vẽ chỉ dẫn, một đường hướng dẫn chỗ sâu trong huyệt động đi tới. Một đường bước đi, huyệt động phía trước cũng tương đối hẹp hòi, chỉ cho phép một người khó khăn xuyên qua. Hạ địa quỳnh lâu này không biết bao nhiêu năm xây dựng làm sao đào móc nhiều đường hầm như vậy, không biết phải hao phí bao nhiêu nhân lực. Diệp Thần vừa đi một bên thuận miệng nói, tiểu hữu không biết lại lịch của Hạ địa quỳnh lâu. Ân Mông Điền sửng sốt một chút hỏi, không biết Hạ địa quỳnh lâu này có lai lịch ra sao? Những đường hầm này chính là thiên nhiên tạo thành huyệt động. Những huyệt động này là do thiên nhiên tạo thành, điều này sao có thể? Diệp Thần không giải thích được. Nếu như có thiên nhiên tạo thành huyệt động này lần lượt thay đổi tốc hoành, tại sao giống như mạch máu thân thể con người? Mới vừa rồi địa phương bọn họ cùng yêu lang chiến đấu, vừa lúc bị vây ở vị trí phổi trong thân thể người. Huyệt động này đúng là thiên nhiên tạo thành, chính là mạch máu của Liên Vân Sơn Mạch. Nghe nói Hạ địa quỳnh lâu chính là vạn trượng dưới mặt đất, Liên Vân Sơn Mạch cô động mà thành thai khí. Thai khí kinh nghiệm tính ra trăm vạn năm, dần dần cô đọng hình người, hình dáng như trẻ nít bình thường. Phàm là người tu luyện tiếp xúc thai khí, toàn thân rực rỡ lên, tu vị đột nhiên tăng mạnh. Vừa mới bắt đầu loại người phát hiện thai khí, sau đó thai khí hấp dẫn đại lượng yêu thú tới. Nhân loại cùng yêu thú trong đó bị tranh đoạt thai khí, xảy ra tranh đấu dẫn đến vài vạn năm, thai khí dần dần cũng bị tiêu hao gần như không còn. Hơn 10 vạn năm trước, một cái đại làng dưới cơn nóng giận ở xung quanh thai khí hạ xuống cấm chế, cũng là sử dụng đại năng pháp thuật lấy thạch khí đi làm dẫn, luyện hóa thành Hạ địa quỳnh lâu cao mấy ngàn trượng. Hạ địa quỳnh lâu kia cách mỗi năm 15 mới mở ra một lần, mỗi lần chỉ mở ra 2 tháng thời gian, bị thạch khí tranh đấu lúc này
mới lắng xuống. Ân Mông Điền hiền ta nói, những cái đồ này chính là Tây Vô Đế Quốc thượng cổ ghi lại, là các đời trước ghi chép lưu truyền xuống, lấy lực lượng một người ở xung quanh thai khí hạ xuống cấm chế, luyện hóa thành hạ địa quỳnh lâu mấy ngàn trượng. Thế giới này lại có tồn tại giống như thần linh sao? Diệp Thần lúc này mới là cảm giác được phạm vi tầm nhìn của mình còn quá nhỏ, cái thế giới này còn không có bao nhiêu, quá nhiều thần bí khó lường, quá nhiều thứ không biết. Diệp Thần đối với thai khí cũng sinh ra cái tia tò mò, cần tiếp xúc một chút ít là có thể để cho người tu luyện tu vị đột nhiên tăng. Cái thai khí này không biết là dạng đồ vật gì, trừ thai khí ra, hạ địa quỳnh lâu rất nhiều đồ vật làm cho người ta điên cuồng. Lúc thượng cổ, chúng cường giả vì tranh đấu thai khí trong hạ địa quỳnh lâu tranh đoạt tử thượng tử thường vô số, trong hạ địa quỳnh lâu lưu lại vô số chân bảo. Mặc dù không cách nào đi chỗ sâu nhất hạ địa quỳnh lâu tiếp xúc thai khí, nhưng tầng bên trong hạ địa quỳnh lâu tùy tiện tìm được vài món đồ thượng cổ có thể để cho người ta thực lực mạnh thêm. Trước đây người tiến vào hạ địa quỳnh lâu nhặt được thượng cổ công pháp vũ khí, còn có thượng cổ bí bảo, thượng cổ thần binh pháp khí. Nghe được Ân Mông Điền nói, Diệp Thần giống hiểu được tại sao nhiều người không để ý nguy hiểm đi hạ địa quỳnh lâu, bên trong hạ địa quỳnh lâu kia lại có sức hấp dẫn như vậy. Nghe đám người Ân Mông Điền nói, cái thế giới này càng là người thượng cổ càng cương đại, nhưng mà thời gian biến thiên, các cường giả không biết đi đâu hết, rất có thể trở thành một cái đám hoàng thổ chỉ để lại di tích. Ở trong thông đạo hắc ám xuyên qua cả ngày, lúc đói bụng thì dừng lại ăn chút lương khô, sau đó ăn xong liền tiếp tục lên đường. Đều là cấp 9 đỉnh phong cường giả, không cần lo lắng vấn đề thể lực. Còn có hơn 3 giờ sẽ tới cửa vào hạ địa quỳnh lâu. Diệp Thần dùng thần hồn quét bản vẽ một chút tới. Bọn Ân Mông Điền có chút nghi ngờ, dọc theo đường này bọn họ không trông thấy Diệp Thần nhìn bản đồ, vì sao đối với nơi này hết thảy quen thuộc như thế? Hạ địa quỳnh lâu này lần trước mở ra vẫn là 50 năm trước, khi đó Diệp Thần chưa ra đời. Phía trước có gò đất, tới nơi đó nghỉ ngơi một chút à? Diệp Thần